Thưa quý vị, thời tiết Hà Nội những ngày này nắng nóng như đổ lửa, nhưng có lẽ cái nắng nóng đó chẳng thấm vào đâu so với những phụ huynh có con không đỗ vào lớp 10 trường công lập đã và đang trải qua cuộc đua đầy căng thẳng và mệt mỏi để dành một suất học cho con mình ở trường ngoài công lập. Nhiều phụ huynh đã chấp nhận đóng một khoản tiền gọi là phí giữ chỗ, nhưng cũng có người đã đóng tiền mà vẫn không nộp được hồ sơ cho con. Ngỡ ngàng, rơi nước mắt, đau tim là cảm giác của không ít phụ huynh trong cuộc đua dành chỗ học cho các dê vàng khi bất ngờ với việc công bố điểm chuẩn kiểu sáng nắng chiều mưa của trường. Và để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này thì trong chuyện tối nay, chúng tôi có mời tới trường quay một vị khách quen thuộc, một người thầy được rất nhiều sự yêu mến của học trò nhờ những ứng xử nhân văn của mình và đặc biệt là trong đợt xét tuyển vừa qua. Đó chính là thầy Nguyễn Xuân Khang, là hiệu trưởng trường liên cấp Marie Curie Hà Nội. Vâng, trước tiên thì xin được cảm ơn thầy đã đến với chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào chị và chào quý khán giả của VTC. Vâng, một kỳ tuyển sinh vào lớp 10 nóng đỉnh điểm như thời tiết Hà Nội những ngày qua, đó là nhận xét của nhiều người. Vậy về cá nhân thầy thì thầy nghĩ sao ạ? Tôi thấy cũng đúng, nhất là những người trong cuộc, đó là các nhà trường, bố mẹ và học trò năm nay vào 10, tức là cái lứa mình chị nói đấy, lứa dê vàng. Vâng, năm nay kỳ tuyển sinh vào lớp 10 có thể nói là rất nhiều nước mắt, không chỉ là nước mắt của các em thí sinh mà đó còn là sự khốn khổ, sự vất vả của các phụ huynh đang lo tìm trường cho con nữa. Vậy thì theo thầy, đâu chính là nguyên nhân của câu chuyện này ạ? Chị nói đến nước mắt, chị mới nói đến nước mắt là buồn của con hoặc của mẹ, nhưng còn những giọt nước mắt vui nữa cơ. Chị có thấy có những cháu là được đỗ điểm cao đến 50 mấy điểm, bố mẹ rất tự hào và cũng rơi nước mắt. Vâng. Cho nên nó có cả nước mắt vui, nước mắt buồn. Chúng ta có thể chia sẻ một số điều mà trong đó mà chị quan tâm là cái nước mắt không vui. Vâng, vậy theo thầy thì nguyên nhân từ đâu mà những giọt nước mắt không vui này? Thì mấy ngày hôm nay qua các cái phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, nó rộ lên một vài ba cái sự việc. Nói thì nó không lớn lắm, nhưng vì nó đang cái mùa tuyển sinh cho nên mọi người quan tâm, nó trở nên nóng. Ví dụ như là cái việc điểm chuẩn thay đổi, mà như chị đặt vấn đề ban nãy là sáng nắng chiều mưa, đó là một cái hiện tượng cũng là bất thường. Tôi có thể nói rõ hơn được không ạ? Vâng ạ. Ở một cái trường cụ thể mà báo chí đã nêu ấy, thì sáng ngày 30 tháng 6 ấy, thì điểm chuẩn là 46, chiều thì 49, sáng hôm sau thì 50,5, tức là điểm chuẩn tăng lên rất là nhanh, thay đổi từng buổi. Vâng, điểm chuẩn thay đổi từng buổi và thậm chí là từng giờ, từng phút luôn ạ. Và trường ngoài công lập được chủ động về cái công tác tuyển sinh thì là điều đương nhiên. Tuy nhiên thì nhiều phụ huynh cho rằng là cách làm của một số trường này lại rất thiếu nhân văn và phản giáo dục, như là việc giữ lệ phí hay là bắt phụ huynh cam kết học phải 3 năm ổn định ở tại trường. Vậy thầy nghĩ sao về quan điểm này ạ? Tôi xin nói rõ thêm một chút về cái điểm chuẩn nó thay đổi của một cái trường như thế. Đây là một hiện tượng hiếm có từ xưa đến nay. Ngay tôi ở trong ngành tôi cũng chưa bao giờ thấy thế này. Nhưng mà vì sao nó lại bị dư luận phê phán nhiều đến thế? Cái cốt lõi không phải là thay đổi nhanh, có thể thay từng giờ cũng được, nhưng mà nó ngược với cái thông thường là người ta hạ điểm chuẩn. Nếu như sáng 46, chiều 45, rồi ngày hôm sau 44, 43 thì mọi chuyện êm thấm, bởi không ai bị thiệt cả. Thế nhưng mà có một cái điều khác thường mà tôi cũng không hiểu nữa, 46 năm ở trong ngành giáo dục nhưng tôi cũng không hiểu nữa, là vì sao lại đẩy lên. Và đẩy lên thì nó sinh chuyện, mà chuyện như thế nào thì báo chí nói nhiều rồi, tôi cũng không nói thêm nữa. Vâng. Đấy là một vấn đề. Cho nên cái cốt lõi của cái chuyện này là ở cái chỗ đẩy điểm chuẩn lên, chứ không phải hạ điểm chuẩn xuống. Xin thưa, 3 giờ chiều hôm nay, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã công bố một số trường công lập không chuyên hạ điểm chuẩn.
Đấy, nó chỉ hạn. Và nay mai đại học cũng vậy. Các trường công bố điểm chuẩn và sau một thời gian vì có ảo cho nên điểm chuẩn lại hạ xuống. Nhưng bất ngờ một cái trường ngay Hà Nội lại điểm chuẩn lại đẩy lên, hôm nay thế này ngày mai thế kia, dư luận và nó đụng chạm đến cha mẹ học sinh và đương nhiên là phản đối. Nó là một cái điều hơi bất thường. Thế còn chắc là một vấn đề dư luận cũng đang quan tâm mà chị đặt vấn đề ra là khi cha mẹ học sinh muốn rút hồ sơ cho con đến một cái trường khác, đúng ạ? Vâng. Thì nhà trường giữ lại tiền, coi đó là một cái chế tài. Thì chị hỏi quan điểm của tôi là như thế nào? Thì tôi nghĩ rằng là trước tiên đứng dưới góc độ nhà trường ấy, thì đây là một cách làm. Muốn nhắc nhở cha mẹ học sinh là hãy cân nhắc thật kỹ trước khi nộp hồ sơ cho con vào trường của mình, và nhằm để ổn định cái tuyển sinh. Thế nhưng mà tôi cho rằng có nhiều cách để đạt được việc đó. Cách đó chưa hẳn đã là tốt. Vâng. Và thậm chí nó có thể làm tổn hại đến uy tín của chính trường đó. Vâng, chúng ta đều biết là trong những ngày qua thì cách tuyển sinh vào lớp 10 của trường Tạ Quang Bửu khiến cho rất nhiều bậc phụ huynh bức xúc. Vậy thì theo thầy là thầy có cho rằng là cách xét tuyển như vậy có thực sự hiệu quả hay không ạ? Và nhà trường sẽ có được thí sinh đầu vào chất lượng tốt hay không? Tôi nghĩ rằng là hiện nay cái kết quả tuyển sinh của trường Tạ Quang Bửu như nào thì tôi cũng chưa rõ. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là có nhiều cách khác vẫn đạt được mục đích, đầu vào vẫn tốt, vẫn đủ chỉ tiêu, chứ không nhất thiết làm như thế. Cái điều rất rõ là đấy là một cái cách không bình thường, chưa nơi nào làm như thế từ xưa đến nay. Ngay tôi cũng không hiểu. Vâng, chúng tôi cũng được biết là phụ huynh do sợ là con không có chỗ học cho nên là đã tạo điều kiện để cho một số trường ngoài công lập có thể hưởng lợi. Đáng lẽ là phụ huynh chúng ta là người chủ động nhưng trong trường hợp này lại là người bị động mất rồi. Vậy thì thầy nghĩ sao về điều này? Tôi nghĩ rằng là phụ huynh người ta có những cái hoàn cảnh khác nhau. Nhiều khi trong một gia đình bố với con thì nghĩ theo một cách, mẹ theo một cách. Ví dụ như bố con thì muốn vào một cái trường tư thục mà mình ham muốn, nhưng mẹ thì lo rằng là học ở trường tư thục thì không đủ tiền vào trường công, thì nó thành mâu thuẫn. Thì trong nhà thì cũng đã như thế rồi, đến khi tiếp xúc với trường ấy thì cũng bị động, bởi vì có những cái cách làm mà phụ huynh không chủ động được. Tôi nghĩ rằng là các nhà trường cũng phải có nhẽ phải lắng nghe để chia sẻ nhiều hơn những cái tình huống của học sinh và gia đình học sinh. Vâng, vậy theo thầy thì trong năm học tới, việc thi và tuyển sinh vào lớp 10 thì nên có những cái thay đổi như thế nào để có thể khắc phục được tình trạng này ạ? Để cho phụ huynh và cả các em học sinh đỡ vất vả và học sinh thì cũng chọn được ngôi trường phù hợp hơn với năng lực của mình. Tôi biết chắc chắn là năm học tới cái việc tuyển sinh vào lớp 10 là từ phía Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có một cái thay đổi rất cơ bản. Nhiều năm nay, 12, 13 năm nay là thi kết hợp với xét tuyển. Nhưng sang năm chỉ còn thi mà không có kết hợp với xét tuyển. Đấy là một cái thay đổi rất là căn bản. Còn vấn đề là thi như thế nào, bao nhiêu môn lại là câu chuyện đang còn phải bàn thêm. Còn về phía các trường ấy, các cơ sở giáo dục ấy, thì qua cái câu chuyện mà như chị nói, năm nay nó nóng lên như thế này, rồi dư luận ủng hộ việc này, phản đối việc kia, thì tôi nghĩ rằng các trường sẽ có một cái bài học để rút kinh nghiệm, để điều chỉnh lại mình. Và tôi nghĩ rằng là sang năm, những cái mà năm nay dư luận bức xúc ấy, chắc chắn là không còn nữa. Mà tôi nghĩ ngay ngày mai, ngày kia đây thôi, sau khi điểm của trường không chuyên Hà Nội hạ ấy, thì việc đến các trường mà gia đình muốn rút hồ sơ thì tôi nghĩ rằng là các trường sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi. Trường tôi nhiều năm nay cũng như rất nhiều trường khác tôi biết rằng là cái chuyện đó không khó khăn gì cả. Tôi cũng hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với các con.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc và rất là thẳng thắn của thầy Nguyễn Xuân Khang trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, kỳ tuyển sinh vào trung học phổ thông đã kết thúc, kỳ xét tuyển đại học cao đẳng sẽ bắt đầu vào tuần tới. Một vòng quay cũ lại lặp lại, bên cạnh những nụ cười mãn nguyện là những cơn giận dữ của những gia đình khi con em họ không được điểm cao như kỳ vọng và không được vào trường mà họ mong muốn. Tất cả chỉ vì họ đã tính nước cờ sai trong cuộc chiến thi cử, chọn trường, chọn lớp đầy căng thẳng và áp lực. Và câu chuyện này cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.